Người cô cũng chê, con gái gì mũi to quá. Nhiều lúc mình nhìn vào gương mà tự thấy chán mình. Thẩm mỹ Nagami chuẩn bị đến bước tháng đẹp cho bạn ấy thì các bạn có thể chuẩn bị xem siêu phẩm nhé. Em không ngờ sau 7 ngày của em vào con đẹp như này, em tự tin em rất nhiều.